Giải bóng đá Cúp mùa xuân 92-95 Hà Nội lần thứ 6 năm 2022. Cúp mùa xuân 92-95 là giải bóng đá do Group Phổ thông Trung học Hà Nội niên khóa 1992-1995 tổ chức, chỉ dành riêng cho các cựu học sinh Phổ thông Trung học Hà Nội niên khóa 1992-1995. Giải đấu là nơi để các thành viên Group Phổ thông Trung học Hà Nội niên khóa 1992-1995 có cơ hội giao lưu và sát lại gần nhau hơn. Năm mùa bóng Cúp mùa xuân 92-95 được tổ chức thành công đã để lại rất nhiều dấu ấn đối với các đội bóng, các thành viên tham dự giải. Giải đấu đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cộng đồng 92-95 Hà Nội. Thời gian qua, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát, làm đảo lộn mọi mặt đời sống. Giải bóng đá Cúp mùa xuân 92-95 bị gián đoạn đã để lại sự tiếc nuối đối với tất cả các thành viên trong cộng đồng 92-95. Năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cũng là lúc giải đấu trở lại với niềm hân hoan tột cùng. Cộng đồng 92-95 Hà Nội đã sẵn sàng trả hết mình với một giải đấu được chờ đợi nhất. Giải bóng đá Cúp mùa xuân 92-95 Hà Nội lần thứ 6 năm 2022 đón chào 19 đội bóng, những cái tên nổi bật và nhiệt tình nhất của cộng đồng 92-95 tham dự giải: FC Bạch Mai, FC Chu Văn An, FC Đống Trừng, FC Hoàng Diệu, FC Lê Quý Đôn Hà Đông, FC Lê Quý Đôn Hà Nội, FC Lý Thường Kiệt, FC Lý Tự Trọng, FC Minh Khai, FC Ngô Thị Nhậm, FC Nguyễn Gia Thiểu, FC Nguyễn Trãi, FC Phan Đình Phùng, FC Phạm Hồng Thái, FC Quang Trần, FC Thăng Long, FC Trương Vương, FC Xuân Đình, FC Yên Hòa. 19 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức chia thành 4 bảng với 3 bảng 5 đội và 1 bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 8 đội xếp hạng nhất nhì mỗi bảng và thi đấu tứ kết hạng Serie A, thi đấu loại trực tiếp. Chọn 8 đội xếp hạng 3-4 vào thi đấu tứ kết hạng Serie B, thi đấu loại trực tiếp, và 3 đội xếp hạng 5 thi đấu hạng Serie C, thi đấu vòng tròn tính điểm để xếp hạng. Ban tổ chức giải trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ Kim Cương, Công ty Cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học và Năng lượng tái tạo BioGreen, các nhà tài trợ bạc, nhà hàng Mường Lát, FC Trương Vương, FC Lê Quý Đôn Hà Nội và các nhà đồng tài trợ FC Minh Khai, Công ty Cổ phần Tư vấn Nguyên thực. Giải bóng đá Cúp mùa xuân 92-95 sẽ được tổ chức tại sân bóng Thành Phát, phố Hoàng Minh Giám, Hà Nội vào các buổi chiều thứ bảy hàng tuần từ 11 tháng 6 năm 2022 đến 30 tháng 7 năm 2022. Giải bóng đá Cúp mùa xuân 92-95 Hà Nội lần thứ 6 năm 2022 kết nối đẩy lùi Covid.